Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là lập trình C# mà làm mấy nhiệm vụ như sau: 1. Tạo giao diện. 2. Đọc nhiệt độ truyền từ cổng nối tiếp Seraport hiển thị lên form chạy với phần cứng mô phỏng. Seraport này của chúng ta cũng là emulator luôn, tức là tạo ra một cái Seraport ảo luôn. Thì để làm việc này thì các bạn về download cái SAP Developer. Download cái SAP Developer, sau đó cài lên nó khoảng 11 MB. Vào New Solution, cài lên xong mở lên thì nó ra cái này. Vào New Solution thì trong New Solution này chúng ta có tương đối nhiều thứ, nhưng mà lưu ý như sau là chúng ta phải chọn là Windows Application, phải chọn cái này, xong rồi chọn ở đây là Windows Application vì chúng ta sử dụng dạng form mà. Với .NET Framework thì thầy khuyên các bạn là chọn version 4 thôi để nó có thể chạy được từ XP trở lên. Đấy, thì ở đây có tên của solution, ví dụ như là chúng ta là gì nhỉ? Temperature để ở đâu đây? Để để desktop nhé. Chúng new một folder, đặt tên cái folder này là temp, không phải là nháp mà là temperature nhá. Create. Thì trong này sau khi mà tạo xong ấy, nó sẽ hiện lên một cái là cái màn hình như thế này này. Bây giờ chạy thử cái đã, xem như thế nào, xem có chạy được không. Thì nó đây này, nó lên cái form này này là ok rồi. Đấy. Thì chúng ta vào cái phần design ở dưới đây này. Đấy, nó có hai phần source và design. Vào design để thiết kế cái form này cho nó to ra, rộng ra như nào là tùy các bạn. Kéo ra, cầm cái góc này này, kéo ra. Sau đó chúng ta mới theo như vẽ trên bảng thì chúng ta có mấy cái. Thứ nhất là một cái label nhãn, cho cái chữ này to lên, properties để bên cạnh đây. Cái text để là gì nhỉ? Đọc, cho chữ in hoa đi, đọc nhiệt độ. Chọn font cho nó, ví dụ như là thầy cho Arial cho dễ chọn nhé. Đấy, Narrow 20. Không được, sao trông cái nhỉ? Time nhé. Time New Roman 20, ok. Rồi, nếu bạn nào muốn đẹp ở đây thì làm nào nhỉ? Chọn màu sắc rồi chọn các kiểu. Có bạn nào biết xử lý Photoshop không? Sao lại không? Cho cái này vào Photoshop, làm cái đổ bóng nhòa ra, cho chữ nó nổi lên, màu nền màu sắc các kiểu, xong rồi vút bên trái, duyệt sang bên phải, đổ màu lọ kia. Kỹ năng gọi là các bạn trường search gì nhỉ? Cách tạo phông chữ đẹp trong Photoshop. Thế các bạn vào browser, các bạn gõ là Photoshop Online, xong chui vào đấy, một tab thì mở ra, tạo nó tạo đẹp như thế nào, chữ nó mình đừng gõ theo, gõ theo chữ của mình, đưa vào Photoshop Online, save cái đấy sang dạng file ảnh đấy, PNG nhá, PNG á, xong vứt nó vào đấy. Xong rồi, cái thứ hai là gì nhỉ? Có một cái khung này đó, cho cái text box đi cho nó đẹp. Text box T, sao thấy brick text box đây, brick text box không phải text box luôn, bên trên nó không có cái đánh đâu.
trong WinForm này bấm không có logo anh chữ đâu. Đây tay bóc trên đầu đây, tay bóc đây, nghĩa ra nó nên sắp xếp mới đúng. Có một cái ô đây, chọn phông như này cho nó to lên, bởi vì cái này sẽ là cái hiển thị chính của mình mà, cho khoảng 33. Xong mình muốn to bé nào mình thử, ví dụ như là 29 độ chẳng hạn thì nó sẽ hiện đây 29 độ thì 33 point đây. Được rồi, cho bold không? Bold. Béo lên hay gầy đi trông vẻ như nhau nhỉ, thôi cãi nó. À, cho center rồi sắp thượng à Z đi cho nó dễ nhìn. Take center nó nằm ở đâu? Take align đi rồi. Chọn center. Rồi. Xong cái này cái đơn vị gõ chữ độ vào đây. Độ C nhé, Celsius, được chưa? Cái này cả chọn cả cái phông này cho chữ nó to lên. Ví dụ như là 11, enter. Ui. Đấy. Mình không cần nhiều đâu mà. Đâu, nhìn độ. Ok. 29 cho to đúng rồi, đấy độ C rồi. Đấy. Xong rồi. Lưu nó lại. À, bây giờ mới đến cái phần nữa là com, các loại com luôn. Cái group box đây rồi. Chọn một cái group box cho mấy cái ở trong đấy vào đây cho đẹp. Thế xong ở đây chúng ta trong cái text group box này chúng ta chọn là config đi. Configuration đấy. Cứ đặt config đi, cấu hình. À nhưng mà thôi để tiếng Việt đi nhỉ. Cấu hình. Rồi, trong này chúng ta chọn một cái có một cái combo box đây rồi. Bôi vào đây. Đặt cái này sẽ là con cổng com 2 chấm. Cái này thiếu nó không hiện lên nên đây để ở đây. Được chưa? Cổng com. Xong copy cái này, canon C canon V. Cái này để là gì nhỉ? Bold. Rồi. Bold. Rồi. Hai cái nhá. Xong một cái là open. Một cái button. Đây. Button ở đây chọn một thằng là open, mở cổng. Thực ra này mở cổng xong dùng luôn cái này làm đóng cổng cũng được, nhưng mà thôi mình cứ cho hai cái cho nó tường minh. Đóng cổng. Tức là chúng ta có cái cổng com nhá. Cái cổng khi mà thiết bị cắm vào máy tính rồi nó sinh ra một cổng com rồi, nhưng cái cổng đấy hiện nay đang đóng, mà chúng ta muốn giao tiếp được với thế giới bên ngoài là chúng ta phải mở cổng ra, xong mới truyền thông, mới truyền nhận nó kia, xong rồi chúng ta lại đóng nó lại, hiểu ý không? Rồi cổng com ở đây thì chúng ta sẽ phin sau, điền vào sau. Còn cái tốc độ bô ở đây nó có mấy cái nhá. Các bạn vào items, vào collection, chúng ta có bị 4800, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600. Cái đấy còn nhớ không nhỉ? 300 là bé nhất nhá, 600 là thứ hai nhá, 1200 là thứ ba nhá, 2400, 4800, 9600, 19200. Bao nhiêu nữa? 38.400, 57.600, 57.800 hay 600 nhỉ?
nhân đôi nó lên. Không, nó có 5 mấy mấy. Thôi được rồi, bỏ cái trang này đi. Chọn thầy quên rồi đấy, chọn 115.200. Đấy. Nhưng mà cái 9.600 mình hay dùng lắm. Ok. Thế bây giờ mình đưa cái 9.600 vào cái tích. Đấy, để mặc định 9.600. Bây giờ mình chạy thử nhá. Lưu nó lại. Ông chạy thử một cái. Thì nó sẽ ra một cái như thế này. 9.600 đây này, nó nằm ở đây này. Thì mình cứ lấy cái tích này thôi. Đúng không? Thế về sau cái con này nó sẽ con 1, con 2, con 3, con 4 thì nó sẽ tên nó nằm ở đây. Chúng mình sẽ bấm mở cổng, nó sẽ mở được cổng, bấm đóng cổng, đúng không? Thì mình có một cái cho một cái thông báo. Cho một cái gì đó thông báo ở đây nó có cái status chip. Status chip này này, nó status là nó nằm ở dưới đây này. Xong chúng ta cho một cái dòng thông, một cái câu thông báo này và một cái progress nếu muốn. Tức là chúng ta làm cái gì thì chúng ta thông báo thì chúng ta in lên đây. Progress là nó chạy được bao nhiêu phần trăm thì nó in lên đây. Đấy, ví dụ thế. Thì ở đây là tool ship status labor. Xong rồi. Chọn đến tiếp theo là đến cái gì nhỉ? Có hai nút là nút start và nút stop đúng không? Đưa lên button. Cho nút start nó to to ra tí. Start. À không. Đọc. Nhiệt độ. Xong rồi cho một cái nút stop nhỏ thôi. Là dừng. Dừng đọc. Nó còn có một cái nút nữa là nút gì các bạn? Phần mềm nào, thường thì phần mềm nào cũng có. Exit đúng không? Nhưng mà thôi cái nút exit mình chả cần, mình đóng luôn ở đây cũng được. Đúng không? Nói thế này nó có tạm tạm rồi, đúng không nhỉ? Thì về là bố trí là cho nó đẹp thì bố trí nhá. Xong rồi, bây giờ mới đi đổi tên. Cái nào mà mình cần tưởng tượng này này, cái nào mình cần tương tác với nó, mình cần ghi dữ liệu vào nó hoặc mình lấy từ nó ra thì mình phải đổi tên nó đi. Thằng này chẳng hạn, thằng này đang tên là textbox 1. Đây này. Textbox 1 này này. Mình đổi tên nó đi. Cái tên này không phải là cái hiển thị đâu nhá, mà cái là mình sẽ ghi đọc giá trị của nó thông qua cái này. Cái hiển thị trên đây ví dụ 29 đây chỉ là giá trị thôi. Textbox này mình để là TXT nhiệt độ. Ví dụ thế chẳng hạn. Thằng này cũng được, thằng này cũng thế nhá. Thằng này là combo mà, combo box mà, CBO gì nhỉ? Com. CBO com. Thằng này là CBO bo bored. Thằng này là BTN button mà, button đọc nhiệt độ. Gì? Rồi. Thằng này là BTN. BTN là button dừng. Tại sao mà thầy để chữ BTN? Bởi vì là mình nhìn vào đây mình nhìn cái tên ấy. Khi mà mình chỉ nhìn góc cốt không thôi, mình nhìn cái tên mình biết ngay là loại của cái đối tượng này là loại gì. Thằng này đây này, thằng button đấy nhá, các bạn nhìn thấy nó có chữ button đây này. System.windows.form.button, tức là cái loại của nó. Button mình để BTN. Open. Thằng này là BTN. Close. Hết chưa? Hết rồi đúng không? Được rồi. Bây giờ mình có một cái nữa. Đó là cái đối tượng nào để tương tác được với cái này. Bây giờ thầy làm tạm nhé. Ví dụ nhé. Ví dụ nhé. Hiện nay là mình nhiệt độ mình chưa giả sử, bây giờ thầy giả sử thầy bấm cái này thì nhiệt độ nó tăng đi để mình xem mình thay đổi được cái giá trị ở trên đấy không, hiểu không? Ví dụ thế nhá, thì mình kích nút vào đây thì nó sẽ ra một cái cốt đây này, BTN đọc nhiệt độ click. Thế bây giờ mình khai báo một cái biến nguyên, khai báo một biến nào đó thì mình lên bên dưới cái bên dưới cái class main form và bên trên cái public này nhá.
bên 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 trong của cái này nhá, bên bên trong của cái này nữa. Đấy. Các bạn khi mà các bạn quan sát kỹ, các bạn sẽ nhìn thấy này. Cái thằng này nó bắt đầu từ đây đến đây, thằng form của mình bắt đầu từ đây đến đây. Vậy thì vùng hoạt động của mình ấy là nằm trong vùng này. Đấy, nằm trong cái vùng này. Thì đúng không? Cho nên là mình sẽ viết khai báo biến ấy, mình sẽ khai báo ở chỗ này là khai báo biến toàn cục ấy, mình khai báo chỗ này. Thế bây giờ giả sử cái nhiệt độ nó cứ tăng dần, mình khai báo một cái biến int nhiệt độ bằng 20 nhỉ, ví dụ khởi tạo luôn bằng 20. Thế bên bên dưới này mình sẽ cho là cái thằng thằng này này, thằng này này khai báo bằng bằng cái nhiệt độ đấy, xong rồi mình lại tăng thằng nhiệt độ ấy lên một, mỗi một lần này làm thế. Như vậy thằng này nó sẽ là TXT nhiệt độ, đúng không? TXT nhiệt độ chấm tách, chấm tách bằng nhiệt độ nhá, nhiệt độ chỉ là biến, đây thầy ghi là in là y đi, thêm chữ y đi, y nhiệt độ nhá, chấm tu sinh chấm phải, bởi vì là cái này chữ nó có phải bé quá không? Làm nào cho chữ nó to lên. Option coding text editor đây này, đây rồi, cho 14 nhé. Ok, đấy. Đấy nhá. Thế bây giờ tôi sinh xong rồi, y nhiệt độ cộng cộng, đúng nhỉ? Tức là mỗi một lần mình gán bằng xong mình tăng nó lên để lần sau nó gán. Thì cái này chắc là dễ hiểu thôi đúng không? Toàn sim cộng chạy. Thế bây giờ là mỗi một lần bấm cái này nhiệt độ nó sẽ bằng 20 này, đúng không? 21 này, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tức là mình đã thay đổi rồi. Thế đến bây giờ gửi từ gồm com lên ý, thì mình chỉ việc là làm thay đổi cái biến nhiệt độ ấy, kiểu như thế thôi gì, đúng không? Tức là cổng com đọc được bao nhiêu thì gắn nhiệt độ bằng cái đấy, xong mình đưa lên này, thế là xong gì? Thế bên bên dưới nhiệt độ thay đổi như nào thì bên trên này dừng đọc thì thôi, không có gì, đúng không? Thì ví dụ như thế, đây là cái này là xong rồi nhá, việc cập nhật giá trị là xong rồi. Đấy. Thế bây giờ đến cái việc cổng com, chúng ta có một cái là cái serial port đấy các bạn ạ. Cái component này có cái serial port này. Đấy. Chúng ta thả vào đây, ở đây nó có một cái serial port ở đây này. Thì thôi mình cứ để serial port 1 đi nhé. Kệ. Thế bây giờ đây này, bên phía properties, phía property của nó nhá. Nó có mấy cái quan trọng như sau. Một là cái tên này. Một cái tên này, hai là bullet này, ba là cái port name này, chúng ta quan tâm đến ba cái này. Đấy. Thế bây giờ mình mới làm như này, cái trong phần mở cổng ấy thì mình kích đúp vào đây thì nó sẽ hiện lên cái chữ là btn open click gì? Là của mở cổng, đúng không? Thì mở cổng là c report 1 chấm port name bằng cái gì? Port name có phải là bằng thằng này không? Mình gõ vào đây mà, com 1, com 2, com 3 mình có thể chọn linh động được mà, bằng thằng này đúng không? Thằng này là CBO đúng không? Com bóng đúng không? Bằng CBO nhá. CBO com chấm chấm text. Đúng không? Xong thằng serial port chấm bold bằng là cbo bo chấm chấm text. Nhưng vấn đề thằng này nó không phải là text các em, mà nó là số, cho nên phải là convert chấm tu tu int
tức là convert.toin. Không biết tôi nói là in hay in32 gì đấy. In32 cũng được, mặc định trong cái này nó là in32 nhá. Được rồi, để mình thử. Serial1.open chấm phải. Thế xong rồi cái status chip ấy, cái đây này, cái chữ này mình sẽ thông báo là gì nhỉ? Đã mở cổng thành công, đúng không? Đấy. Tool chip status. Tool chips. Tool chip progress bar. Ô, của mình có phải progress bar đâu. Của mình nó là cái gì cơ mà. Đây này. Tool chip. Đây này, mình copy luôn tên thằng này. Mình để luôn thằng này là TXT thông báo đi. Cho nó nhanh. Sang bên source code đây. TXT thông báo chấm text bằng. Mình cho bằng một cái câu là gì nhỉ? Đã mở cổng. Đã mở cổng thành công gì? Đúng không? Nếu không thôi. Đấy. Thế xong rồi trong cái close nhá, cái đóng này nhá. Thì mình chỉ việc là gì nhỉ? Seria Pod 1 chấm là close. Xong mình có một cái thông báo này này. Đã đóng cổng con. Được chưa? Thế là chạy nhá. Lỗi ngay. À, converter không có. Mình thử dùng kiểu si, cái này nó không hiện lên cái đấy. Cái này nó không cho các em ạ. Cast không cho. Không cho cast kiểu là string to in này đâu. Thằng này nó có convert. Sao không có convert nhỉ? Đây. Chấm to. To in 32 đây này. Đấy. Đây, ví dụ như cái này vẫn tăng như này nhá. Thế bây giờ theo các bạn là thầy bấm cái này thì hiện tượng gì xảy ra? À, lỗi, đúng rồi. Tại sao lỗi? Bởi vì bây giờ chưa có cổng com nào cả. Đúng không? Terminate. Việc mà cổng com này nói phức tạp thì cũng phức tạp, mà nói đơn giản thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta chạy cái Visual Seria Pod Emulator lên. Xong tạo hai cái cổng com với nhau. Next là com 1 với com 2 nhá. Finish. Xong rồi, ready to use. Bây giờ mới quay lại cái ông này. Mình chạy này này. Thằng này mình gõ là com 1. Mở cổng. Nhìn thấy chưa? Đã mở cổng thành công. Đóng cổng. Đã đóng cổng, mở cổng. Đóng cổng, mở cổng, đóng cổng. Xong rồi đúng không? Thế bây giờ chỉ việc là nhận về thôi đúng không? Nhận về. Bây giờ có một cái nữa là mở cổng xong rồi đọc nhiệt độ. Mở cổng trước nhá, xong bấm đọc nhiệt độ.
thì nó cho phép cập nhật giá trị. Đấy. Thế bây giờ mình phải biết là cái cập nhật giá trị nó phải về đây này, cái serial box. Các bạn để ý chỗ này nhá. Thầy bấm vào serial box xong bấm vào property sang bên này này. Bấm vào data receive, kích nút vào đấy. Nó sẽ ra một cái hàm serial box data receive, tức là bất kỳ khi nào có dữ liệu về thì mình đọc dữ liệu, đúng không? À, bây giờ thầy có một cái string s nhiệt độ bằng giống, đầu tiên không có gì nhá. Thế xong vào trong này này thì có dữ liệu gửi về thì thầy đọc hết cái dòng đấy, xong hiển thị lên gì là serial một chấm read gì, read line chấm phải, thế thôi, read line về nhá. Vậy thì nhiệt độ hiện nay có rồi, đúng không? Ta thêm một cái nữa là lấy một cái timer về và liên tục đọc từ cái biến là s nhiệt độ đấy về cho hiện lên trên này này. Tool timer, chọn timer 1 nhá, kích đút vào đây. Timer các bạn được học ở 8051 rồi đúng nhỉ? Nó sẽ đều đặn một khoảng thời gian bao nhiêu đấy, nó sẽ chạy một lần. Và mỗi lần chạy làm gì? Làm cái việc này. Đây. TAT nhiệt độ chấm tách bằng can chôn V bằng gì? Bằng S nhiệt độ can chôn C chấm phải hết. Thế thôi. Thế bây giờ mà bên start này này, bên đọc nhiệt độ này này, thì mình cho cái gì nhỉ? Cho cái timer đấy. Các bạn nhìn timer nhé. Là hiện nay cái timer này đang là enable bằng false, tức là hiện nay không chạy. Và cái interval này này là 100 mili giây, nó chạy một lần, 100 mili giây nó chạy một lần. Thì thế cũng được, không sao cả. Thì vào đọc nhiệt độ là mình cho en nó lên. Bỏ đây đi. Timer 1 chấm enable bằng chu chấm phải là phần đọc nhiệt độ nhá. Thế còn phần dừng này này, đâu rồi đây? Timer 1 chấm enable bằng false, không cho nó đọc, nó cập nhật thì cứ cập nhật thôi, nhưng không hiển thị, đúng không? Chạy đấy, cho cái này có một, mở cổng rồi đóng cổng, rồi mở cổng rồi đóng cổng, đọc nhiệt độ mật luôn. Bởi vì sao? Không phải không có đầu vào, mà đầu vào đang bằng rỗng, đúng không? Cái biến mà ép nhiệt độ của chúng ta là bằng rỗng. Dừng đâu? Chả có gì. Đóng cổng. Ta đi. Kiểu như là đi chơi, đi vào nhà làm việc gì đấy, đúng nhỉ? Hai đứa rủ nhau đi vào nhà làm việc gì đấy, xong đi ra thì phải khóa cửa. Đi học nhóm. Được chưa? Đấy, thế xong rồi. Bây giờ mình mới gửi dữ liệu lên. Các bạn nhìn chỗ này này, rất ít người biết chỗ này. Cái phần design của mình ấy là mình cho serial port, mình sẽ đọc port 1. Cái phần com của mình là thông com 1 sang com 2. Bây giờ cái phần mô phỏng ấy. Alo, bên giờ đây có gì vui đấy? Đây. Đọc nhiệt độ đây. Đây của chúng ta là phần cứng ảo nhé. Phần cứng ảo hoàn toàn. À, cái nhiệt độ này mình để thôi được rồi, cứ kệ nó như này đi. Cái cổng này mình cho là com 2 nhé, 9600 được chưa? Đây nhá, com 2 9600 vân 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 vân. Ok. Cái đó thì bên phần mềm của mình sẽ để là com 1, mình nhập luôn thằng này để là text là com 1. Để luôn text thằng này là con 1. Về sau ấy, mình sẽ tìm cách để làm gì nhỉ? Nó tự động loát có bao nhiêu cổng com trong máy tính ấy, tức nó tự động scan hết tất cả, xong nó nhét vào đây. Chúng ta chỉ việc chọn thôi, chứ chúng ta nhiều khi chả biết có cổng com nào, đúng không? Đấy. Thế bây giờ chạy cái này. Cái này là con 1 nhá. Mở cổng. Không có gì, đúng không? Đọc nhiệt độ đi cũng không có gì, đúng không? Thế sang bên mô phỏng,
đâu rồi nhỉ? Đây. Chạy. Cái anh này bị sao nhỉ? Không mày này đúng rồi, lấy lúc còn đang chạy mà. Rồi. Đây nhá, 277 nhá. Xong các bạn sang phần mềm, các bạn nhìn thấy chưa? 277 chưa? Đây nhá. Bây giờ chúng ta mới chỉnh nhiệt độ ở đây. Cái chỗ này ý, cái chỗ này là hoàn toàn là mô phỏng nhá. Cái chỗ này là thật nhá. Phần mềm bên này là thật nhá. Thấy chưa? Giảm này. Thay đổi đúng không? Thằng này tăng này. Tức là số nó sẽ giống về đây đúng không? Bởi vì tại sao? Vì ở đây là thầy đã in in cái số mà trước khi phát ra mà. Đây cái chỗ này này, là lấy ở đây ra để in lên. Thế còn cái đường này truyền đến đây thì cái này nó sẽ thông qua cổng com, từ com 2 truyền sang com 1, thông qua com 1 xong nó hiện lên đây. Đúng không? Nhá, đây các bạn nhìn thầy dừng nhá. Đây cái số này ở đây 288 nhá, thay đổi nhá. Bấm giảm này. Giờ bây giờ thầy dừng đọc. Tăng này. Thấy chưa? Bên kia không hề có tác động gì cả. Xong thầy bấm đọc nhiệt độ này nó lại lên đấy, 32 này. Nhá. Đấy, như vậy là chúng ta đã có một cái bộ hoàn hảo, đó là gì nhỉ? Phần cứng này, lập trình firmware này, nạp vào này, tạo ra com ảo này, cho nó vào này, truyền dữ liệu lên này, viết lập trình trên form này, hiển thị dữ liệu lên đây này, start stop này, đúng chưa? Thế bây giờ chúng ta chỉ việc là gì nhỉ? Dừng thằng này rồi thì thằng này cũng đóng cổng nó lại, xong rồi thì tôi thoát nó ra thôi. Đấy. Như vậy là mục tiêu của chúng ta là đưa ra là hoàn hảo, đúng không?